Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đường Văn Thái được gặp mẹ sau 9 tháng mất tích Ngày 2 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tin, blogger Đường Văn Thái được gặp mẹ lần đầu sau gần 9 tháng mất tích ở gần Bangkok. Theo đó, người nhà nói, ông Đường Văn Thái trông vẫn khỏe mạnh sau thời gian dài bị mất tích ở Thái Lan và sau đó xuất hiện ở nhà tù của Việt Nam. AFA cho biết, chiều ngày 30 tháng 1, bà Dương Thị Lư, Bất ngờ nhận được cuộc gọi của công an thông báo bà sẽ được gặp con trai blocker đường Văn Thái vào ngày hôm sau ở trại giam B14 của Bộ Công an ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. AFA dẫn lời bà Lưu cho biết, sáng sớm ngày 31 tháng 1, bà đi taxi đến trại tạm giam và được nói chuyện với con trai bằng điện thoại qua lớp kính dày. Được nửa tiếng nói chuyện sức khỏe, chuyện gia đình, chuyện trong làng thế thôi, chứ tuyệt đối không được nói chuyện công việc. Nó tức phía công an, đe từ cửa kia mà. Người mẹ già hơn 70 tuổi xúc động khi gặp được lại con trai sau nhiều đồng thổi về tính mạng của ông kể từ khi đột nhiên mất tích ở Thái Lan. Và đây là hình bản tin trên RFA. Một năm trước, bà Lư có sang Bangkok gặp ông Thái trong dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão. Sau thời gian dài không gặp lại, bà nhận xét. Bà không nhận ra tại vì nó trắng hơn ngày ở bên Thái Lan nó đen. Vẫn mạnh khỏe lắm, trông trắng trẻo vạm vỡ lắm, không có gì là hao hụt cả. AFA cho hay, người mẹ đang sống một mình ở Hà Nội, được con trai cho biết tình trạng trong trại tạm giam ổn, được ăn uống đầy đủ và được đối xử tốt. Khi hỏi về tiến trình điều tra, bà cho biết, phía công an không nói cụ thể mà chỉ động viên bà một cách chung chung. Đến lúc ra cửa thì nó tức cán bộ trại giam, chỉ bảo là, bà ơi, bà cứ yên tâm, ở trong này anh ấy không vấn đề gì, anh ấy sẽ sớm về với bà. Từ nay đến ngày 20 tháng 4, nếu có gì thay đổi thì chúng cháu sẽ đánh giấy về cho bà. Bà cho biết do không được phép tự do trao đổi thông tin trong cuộc gặp vừa qua, nên bà không rõ ý định của con trai về việc thuê luật sư bảo chữa, trong khi bà đã lớn tuổi nên không biết cách tìm luật sư để trợ giúp pháp lý cho ông. AFA dẫn quy định trong bộ luật tố tụng hình sự, theo đó bị can trong các vụ án thuộc chương an ninh quốc gia chỉ được gặp thân nhân và luật sư khi quá trình điều tra kết thúc. Và đây là hình blogger Đường Văn Thái tại Thái Lan trước khi bị bắt. Việc ông Đường Văn Thái được gặp thân nhân khi điều tra còn đang diễn ra nằm trong số trường hợp hiếm hoi. Trong phần lớn các vụ án chính trị, bị can không được gặp thân nhân trong thời gian này, thậm chí có trường hợp chỉ được gặp gia đình sau khi đi thi hành án. Theo AFA, Ông Đường Văn Thái, 42 tuổi, sang Thái Lan xin quy chế tị nạn chính trị từ cuối năm 2018. Ở gần Bangkok, ông tiếp tục đưa tin về tranh giành quyền lực giữa các quan chức lãnh đạo ở cấp trung ương và địa phương. Với hàng trăm video clip phát trực tuyến trên kênh YouTube Thái Văn Đường hiện đã bị xóa. Ngay trước khi bị mất tích, ở khu vực gần nhà trọ ở buri tỉnh Batum Thani, ông đã được phỏng vấn để đi định cư ở nước thứ ba. Vẫn theo AFA, nhiều tổ chức dân sự quốc tế như theo dõi nhân quyền, phóng viên không biên giới và Ủy ban bảo vệ ký giả cho rằng ông Đường Văn Thái bị bắt cóc bởi lực lượng an ninh Việt Nam và đưa về Việt Nam giống như trường hợp locker trương duy nhất của AFA ở Bangkok trong năm 2019 hay cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin năm 2017. AFA cho biết thêm, giữa tháng 7 năm 2023, bà Lư nhận được giấy thông báo về việc khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ký ngày 5 tháng 7 năm 2023. Kể từ khi hết hạn tạm giam vào ngày 12 tháng 8 năm 2023, đến nay bà chưa nhận được thông báo gia hạn tạm giam con trai mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đường Văn Thái được gặp mẹ sau 9 tháng mất tích. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Doanh nghiệp dịch mai phải bán tài sản, nguyên nhân thực sự ở đâu? Ngày 3 tháng 2, báo tuổi trẻ loan tin, không đơn hàng, công ty dịch mai lớn ở thành phố Hồ Chí Minh rao bán tài sản. Tuổi trẻ cho biết, đến cuối năm 2023, nhiều công ty dịch may vẫn trong tình trạng khó khăn khi thiếu hoặc không có đơn hàng. Có doanh nghiệp thua lỗ, cắt giảm gần hết nhân sự và bán dần tài sản. Tuổi trẻ dẫn lời bà Nguyễn Minh Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Jermac Sài Gòn cho biết, quý tư năm 2023, công ty vẫn không có đơn hàng. Do vậy, lãnh đạo Jermac quyết định tổ chức lại bộ máy, cắt giảm lao động, tạm ngưng sản xuất, để giảm thiệt hại, đồng thời ra soát tài sản thanh lý nếu không cần dùng để trang trải chi phí. Và đây là hình bản tin trên báo Tuổi Trẻ. Từ tháng 12 năm 2023, Trơ Mạc liên tục có thông báo thanh lý ô tô con, xe tải, máy thiêu, máy giặt, máy sấy. Theo Tuổi Trẻ, tình trạng ở các công ty dịch may cũng không khả hơn. Trong đó, doanh thu của công ty cổ phần dịch may đầu tư thương mại thành công TCM năm 2023 đã giảm 23% so với năm 2022. Tác giả dẫn thông tin từ ban lãnh đạo TCM cho hay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu giảm sút đơn hàng đến 50, 70%. Đồng thời ngày càng nhiều thị trường nhập khẩu lớn đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người, môi trường, thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế. Dù chỉ là một dòng thông tin ngắn ngủi và mơ hồ, nhưng dường như lần đầu tiên báo chí Việt Nam đề cập đến lý do thực sự của việc ngành dệt may nói riêng và các ngành xuất khẩu của Việt Nam nói chung bị mất đơn hàng. Đó là những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người, môi trường, thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế. Và đây là hình một hội thảo về giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp dệt may. Hơn 2 năm nay, báo chí Việt Nam vẫn ru ngủ người dân rằng suy thoái kinh tế là tình trạng toàn cầu, là do ảnh hưởng hậu Covid là do chiến tranh Ukraine, vân vân và mây mây. Nên các doanh nghiệp Việt Nam mới bị mất đơn hàng, người lao động mới thất nghiệp, vì vậy phải cố chịu đựng, chờ qua cân bị cực chung, chờ kinh tế thế giới phục hồi. Tuy nhiên, người tỉnh táo vẫn nhận ra tại sao cả thế giới suy thoái, đặc biệt là kinh tế Nhật Bản suy thoái rất sâu, theo thông tin từ báo chí Việt Nam, nhưng nước Nhật lại đang ào ào nhận hàng trăm ngàn tu nghiệp sinh Việt Nam. Đó là chưa kể đến một lượng lớn lao động người Việt đang làm việc tại Nhật với visa kỹ sư. Một nguyên nhân rất quan trọng nữa mà báo chí Việt Nam vẫn lờ đi, đó là đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban ngày 23 tháng 12 năm 2021. Đạo luật này cấm tất cả các đơn hàng sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ Tân Cương, mà ngành dịch may Việt Nam lại sử dụng vải làm từ bông Tân Cương. Và đây là hình hiệp hội dịch may Việt Nam tổ chức hội nghị chuỗi cung ứng bông bền vững liên quan đến đạo luật chống lao động cưỡng bức Tân Cương của Mỹ. Hậu quả, tính đến cuối tháng 11 năm 2023, Mỹ đã từ chối hơn 1.000 lô hàng của Việt Nam, trị giá 230 triệu đô la. Trong đó có một lượng lớn là hàng dịch may liên quan lao động cưỡng bức Tân Cương, theo AFA đưa tin ngày 22 tháng 11 năm 2023. Bên cạnh đó, các nước phát triển là thị trường trọng điểm của ngành dịch may Việt Nam lại liên tục ra các luật định mới về xanh hóa, phát triển bền vững, khiến ngành dịch may càng điêu đứng. Những tiêu chuẩn này liên quan đến việc giảm thiểu phát thải carbon, thẩm định chuỗi công ứng, bảo vệ lao động và trách nhiệm xã hội. Đây là những vấn đề mà doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng không thể làm được gì mà phải do nhà nước thực hiện. Bởi giảm thiểu carbon liên quan lớn nhất đến nguồn điện mà Việt Nam vẫn đang sử dụng điện than. Về việc bảo vệ lao động, chính quyền không cho phép thành lập nghiệp đoàn độc lập thì khó có thể làm được. Tóm lại, nếu chính quyền Việt Nam không chịu thay đổi cơ chế, thì Việt Nam sẽ bị đào thải khỏi nền kinh tế chung của thế giới. Bởi Việt Nam đang đi ngược với xu hướng chung như bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động và nhân quyền phát triển bền vững. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Doanh nghiệp dịch mai phải bán tài sản, nguyên nhân thực sự ở đâu? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.